Em hớp cái bụng vô. Thôi. Lòi vú sao? Tôi, Thiếu úy Nguyễn Quốc Việt. Tôi, Bình Nhất, Xuân Thảo. Tôi, Quân Nguyễn, Bình Nhất. Tôi, Thiếu úy Nguyễn Bảo Nguyệt. Tôi, Bình Nhất, Thùy Linh. Tôi, Bình Nhì, Thu Thảo. Ôi, trên mẹ bị giãn nhất nhanh quá. Chúng tôi xin hãy để chúng ta cho một trận vỗ tay để chào mừng sự xuất hiện của Hải Quý Châu. Xin chào hải đội Sa Đu và đội Xuyên Tiên đã đến với trận cuối cùng mang tên Công Thành Chiến. Khi chúng ta đã vượt qua hai thử thách của đội 3-0 để đến với trận cuối cùng Công Thành Chiến. Và bây giờ chúng ta sẽ được nhận vũ khí. Tôi xin mời Song Úy Bảo Việt, Quốc Việt hãy chuẩn bị vũ khí cho tôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mời đội Nghi Nghiêm để nghe đội ta trật tự, để nghe lịch chơi và cách chơi. Bây giờ trên nữa quan trọng cùng vòng cuối cùng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cách chơi. Sao tôi không biết sao? Đây. Sao tướng vậy nào? Yếu nhớ kìa. Rất quan trọng, chúng ta phải bảo vệ những điều của mình. Và kết quả, chúng ta nhập được trong trận chiến vừa rồi là những bong bóng, đó sẽ là vũ khí để chúng ta chuẩn bị tấn công đội bạn của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Mỗi đội sẽ có một cái hành để ta tấn công, và đội chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho mỗi đội là 40 viên đạn sẵn sàng và một phần vũ khí. Thì chúng ta sẽ bơm những cái chất này vào bên trong bong bóng để chúng ta làm vũ khí. Thì mỗi đội chúng ta phải phân chia lực lượng của mình hoặc là đồng đều hoặc là chính xác để giúp cho đội chúng ta phá được thành của đội bạn thật nhanh chóng. Và lượt chơi, mỗi đội chúng ta đều phải đứng phía sau thành của mình, không được hình như nào trước phía trước thành của chúng ta. Nếu ai phía trước coi như đội đó thua. Và thứ hai, mỗi đội chúng ta không được dùng tay của mình để ở phía trước mặt thành để bảo vệ thành của mình, chỉ đứng ở phía sau. Nếu ai phạm quy coi như đội đó thua. Chúng ta đã chơi ra. Rồi bây giờ này, hai đội ra di chuyển ra thành của mình, di chuyển ra phía sau thành của mình. Đội Sa Đu và đội Xuyên Tiên, mời hai đội chúng ta hãy di chuyển ra phía sau thành của mình đi ạ. Đây là những đội không chạm vào thành, đội nào chạm vào thành và những đồng đội viên của chúng tôi phát hiện coi như đội đó thua. Rồi mời hai trung úy hãy giao túi đạn cho mỗi đội cũng như là vũ khí để chuẩn bị đạn dược trong quá trình chiến đấu Công Thành Chiến. Tôi xin lên qua nhận vũ khí ạ. Rồi chúng ta đang nhận được vũ khí từ trung úy của chúng tôi Bảo Vệ và Quế Chuyện cũng như Bình Nhất. Rồi cái gì đây? Bảo Vệ lệnh của tôi, đây là lệnh của tôi. Từ nay đội chúng ta sẽ bắt đầu tấn công thành của đội bạn. Khi nào vừa bắt tay phải dừng, nghĩa là cuộc chiến chúng ta bắt đầu kết thúc. Kết quả là đội nào